Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng follow TikTok miễn phí, giúp bạn đủ điều kiện 1.000 follow mở được giỏ hàng làm tiếp thị liên kết. Cách tăng follow TikTok miễn phí rất đơn giản. Đầu tiên bạn bấm vào ID kênh TikTok cho đến khi hiện sao chép. Sau đó bạn vào trình duyệt web trên thiết bị di động và gõ tìm kiếm trang web tăng tương tác rẻ .com. Nếu chưa có tài khoản, thì bạn bấm vào đăng ký để tạo tài khoản. Do mình đã tạo tài khoản từ trước nên sẽ đăng nhập luôn vào trang chủ. Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào nền tảng, chọn nền tảng TikTok. Tiếp theo bạn bấm vào phân loại, chọn follow TikTok Việt. Sau đó bạn chọn dịch vụ. Mình chọn tăng follow miễn phí server 650. Tiếp theo bạn dán ID sao chép được ở đầu video vào mục liên kết TikTok. Sau đó chọn số lượng follow TikTok. Mình chọn tăng 200 follow. Admin web sẽ tặng 200 follow TikTok, tương ứng với 5.000 đồng, cho tất cả các bạn like và để lại bình luận ở video youtube này bạn đọc kỹ mô tả server sau đó bấm vào nút đặt hàng là bạn đã tăng follow tiktok miễn phí thành công